Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Tại một vùng quê yên bình, bỗng chốc bị xáo trộn bởi hung tin mất tích bí ẩn của một đứa trẻ. Với thủ đoạn tinh vi, hung thủ gần như đã xóa sạch dấu vết, khiến việc điều tra rơi vào bế tắc. Tuy nhiên, bằng tài năng và nhiều năm nghiệp vụ, phòng cảnh sát điều tra đã bắt hung thủ phải trả giá cho hành động sai trái của mình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin chi tiết của vụ việc. Sáng ngày 10 tháng 10, gia đình anh Lưu Xuân Về, trú tại thôn Xính Chải, xã Bản Mê, huyện Si Mai Cai, Lào Cai, sang nhà hàng xóm giúp làm cỗ. Trưa cùng ngày, vợ chồng anh Về quay lại nhà, thì phát hiện cậu con trai Lưu Đại Danh, sinh năm 2014, đã đi đâu mất, căn nhà trống trơn, vắng lặng. Ngày thường, cháu Danh vẫn hay chơi loanh quanh trong sân, chưa bao giờ cháu bỏ đi xa, nên sự biến mất của con trai khiến anh Về vô cùng lo lắng. Nhiều giờ trôi qua, cả nhà anh Về cùng hàng xóm chạy đôn đáo khắp nơi mà vẫn chẳng thấy cháu Danh đâu. Lúc này, anh Về nghĩ, hay cháu chạy ra đường chơi, bị tai nạn rồi người ta đem thi thể vứt lại ở đâu đó. Với suy nghĩ ấy, cả bản một lần nữa đi dọc đường, lật từng bụi cây, bờ đá, tuột men xuống những vực sâu với hy vọng có thể tìm thấy cháu Danh. Nhưng kết quả vẫn bạc vô âm tín. Thời gian dần trôi, những nỗ lực tìm kiếm cháu Danh dần đi vào ngõ cụt. Chẳng một ai trong bản Xín Chải biết hay nhìn thấy cháu kể từ buổi trưa ngày 10 tháng 10. Cả nhà anh Về chìm trong cơn hoảng loạn. Sẩm tối, điện thoại anh Về reo lên. Phía đầu dây bên kia là một giọng nói lạ lẫm. Người này cho biết đang giữ cháu Danh con trai anh và yêu cầu trong 3 ngày anh Về phải chuẩn bị số tiền 730 triệu để chuộc con. Trước khi ngắt liên lạc, đối tượng lạ còn đe dọa nếu anh Về không có đủ tiền thì cháu Danh sẽ bị bán sang nước ngoài, bị đánh đập. Nghe xong cuộc điện thoại ấy, anh Về mặt tái nhợt, tay run lẩy bẩy. Đời anh, buôn ba cũng nhiều, gặp đủ thứ chuyện, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ phải ở trong hoàn cảnh hoang mang cực độ này. Anh Về cầm điện thoại, bấm số của công an huyện Si Mai Cai, nhưng bất giác dừng lại. Giọng nói của kẻ lạ mặt vẫn văng vẳng bên tai. Không được báo công an. Thoáng trong chốc lát, người bố tội nghiệp ấy tưởng như đã gục ngã. Cuối cùng, anh Về quyết định phải báo cho công an. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, công an huyện Si Mai Cai lập tức báo về công an tỉnh Lào Cai để phối hợp điều tra. Bản Xín Cái vốn là vùng đồng bào dân tộc sống từ lâu đời, rất hòa thuận. Từ trước tới giờ chưa từng xảy ra những vụ việc tương tự. Chính vì thế, cái tình cháu Danh bị bắt cóc đòi tiền chuộc lập tức lan rộng hơn, gây xôn xao, hoang mang cả một vùng rừng núi Thanh Bình. Tiếp cận gia đình nạn nhân, các trinh sát công an tỉnh Lào Cai được biết, sáng ngày 10 tháng 10, vợ chồng anh Về đi giúp hàng xóm làm cỗ. Đến trưa cùng ngày, khi tới nhà, đã không còn thấy cháu Danh đâu. Bản thân cháu Danh còn nhỏ, ít bạn bè và chưa bao giờ đi chơi xa mà không xin phép bố mẹ. Về cuộc điện thoại của kẻ tự xưng đang giữ cháu Danh và đòi tiền chuộc, các trinh sát xác định được thực hiện thông qua ứng dụng mạng xã hội Facebook. Người này đã sử dụng một nickname lạ, bên trong không hề có bất cứ thông tin cá nhân nào. Nhiều khả năng đây chỉ là một nick ảo được kẻ bắt cóc lập ra nhằm phạm tội. Khi tiếp cận vụ án, các điều tra viên công an tỉnh Lào Cai đã đưa ra nhiều giả thuyết, trong đó đặc biệt chú ý tới nguyên nhân xuất phát từ việc làm ăn, nợ nần và mâu thuẫn cá nhân. Tiến hành xác minh tại địa phương, ban chuyên án được biết, vợ chồng anh Về vốn hiền lành, trong công việc làm ăn cũng không phát sinh những dấu hiệu bất thường, với hàng xóm hay các mối quan hệ xã hội khác không có mâu thuẫn. Vậy, kẻ bắt cóc cháu Danh là ai? Tại sao chúng nhắm đến cháu Danh, còn một gia đình có điều kiện kinh tế rất bình thường để đòi một số tiền lớn đến vậy? Vào thời điểm này, công an huyện Si Mai Cai cũng chủ động ra dựng chân dung rất nhiều đối tượng trên địa bàn. Những đối tượng có biểu hiện bất minh về tài chính, có tiền án tiền sự, đối tượng ma túy đều được đưa vào tầm ngắm. Tuy nhiên, tất cả những thông tin thu lại hầu như không có giá trị. Một tổ trinh sát được cử đi thu thập dữ liệu camera dọc cung đường rút chạy sau khi bắt cóc cháu Danh của đối tượng. Sau nhiều giờ căng sức, bước đầu các anh cũng thu được một số thông tin. Thế nhưng những thông tin này chỉ lờ mờ về hình dáng, quần áo mà đối tượng khả nghi mặc, còn lại chưa thể định hình được kẻ đó là ai, từ đâu đến và đã đi đâu. Vụ án dường như đi vào bế tắc, tung tích cháu Danh và kẻ bắt cóc vẫn rất mờ nhạt. Lúc này các điều tra viên tiếp tục làm việc với bố cháu bé.
Trong câu chuyện, lực lượng phá án nhận ra rằng rất có thể anh Về còn chưa nói hết, vẫn giấu một điều gì đó rất nhạy cảm. Trong khi công an tỉnh Lào Cai và huyện Simacai vẫn đang đẩy mạnh công tác điều tra, truy tìm tung tích cháu bé, thì đối tượng bắt cóc vẫn tiếp tục nhắn tin. Hắn ta gửi hình ảnh cháu dành cho vợ chồng anh Về nhằm tạo ra sự tin tưởng. Qua quan sát những bức ảnh này, các điều tra viên công an tỉnh Lào Cai nhận định bối cảnh là ở Việt Nam. Như vậy, chắc chắn cháu dành vẫn ở đâu đó gần đây. Mặc dù vậy, để chủ động mọi chuyện, công an tỉnh Lào Cai đã làm việc phối hợp với các đơn vị biên phòng tiến hành giám sát chặt di biến động, tránh để đối tượng đưa cháu dành ra nước ngoài. Thời điểm này, anh Về vẫn nhắn tin qua lại với đối tượng. Trong câu chuyện, anh Về nhiều lần khéo léo hỏi han nhằm lấy thông tin. Thế nhưng, như có một sự chuẩn bị trước, đối tượng không hé bất cứ lời nào và tiếp tục thúc ép, đe dọa anh này nhanh chóng chuẩn bị tiền. Những thông tin mù mờ về kẻ bắt cóc, lý do thực sự có phải là số tiền 730 triệu hay còn điều gì khác ẩn giấu đằng sau vẫn được các điều tra viên làm rõ. Trong câu chuyện với anh Về, bố cháu Danh, kiên trì vận động, cuối cùng anh Về cũng tâm sự. Từ đây, bóng dáng của kẻ đứng đằng sau vụ bắt cóc cháu Danh đã dần lộ diện. Anh Về kể, trước đây một thời gian, sau khi làm ăn thất bát nên có nợ của người phụ nữ tên Thảo Thị Cháy, trú tại huyện Tân Uyên, Lai Châu một khoản tiền. Cháy nhiều lần đòi, nhưng do không có, anh Về đã tự ý cắt liên lạc với người này. Đây là một thông tin vô cùng giá trị. Các điều tra viên cho rằng rất có thể Cháy liên quan đến vụ án bắt cóc cháu Danh. Khi xác minh, các trinh sát nắm được Thảo Thị Cháy từng học ở Hà Nội. Thời gian này, Cháy dẫn một người con trai về ra mắt bố mẹ. Tuy nhiên, bố mẹ Cháy không ủng hộ, cấm đoán. Chính vì thế, Cháy cùng người yêu đã bỏ đi xa, chung sống với nhau. Theo thông tin gia đình cung cấp, hiện Cháy đang ở bên nước bạn Lào. Vào thời điểm này, công an tỉnh Lào Cai cũng xác định được nick Facebook của người tự xưng đang bắt giữ cháu Danh cũng cư trú tại Lào. Điều này trùng hợp với thông tin thu thập được về Thảo Thị Cháy. Quá trình điều tra áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, công an tỉnh Lào Cai xác định thời điểm trước khi cháu Danh mất tích, Cháy có liên hệ với một đối tượng là Thảo A Pháo, sinh năm 2001, trú tại bản Hủa Cườm, huyện Tân Uyên, Lai Châu, đề nghị người này bắt cóc cháu Danh. Cháy hứa nếu thành công và đòi được tiền từ anh Về thì sẽ trả công cho Pháo 100 triệu đồng. Lúc này một tổ trinh sát đã lên đường tìm đối tượng Pháo. Theo tìm hiểu, Pháo là thanh niên lêu lỏng, không nghề nghiệp. Khi tới nhà đối tượng thì Pháo chẳng ở đây, cũng không ai biết gã đi đâu. Một người dân cho hay Pháo đang sử dụng một chiếc xe máy có đặc điểm giống hệt chiếc xe mà đối tượng bắt cóc cháu Danh gửi qua ảnh cho gia đình anh Về. Sau thời gian xác minh, công an tỉnh Lào Cai có đủ căn cứ. Thảo A Pháo chính là kẻ đã ra tay bắt cóc cháu Danh theo thỏa thuận với Thảo Thị Cháy. Vào thời điểm này, các điều tra viên xác định Pháo đang ở một quán Internet trên địa bàn thị trấn Tân Uyên, Lai Châu, nên đã ập vào bắt giữ thành công đối tượng. Khai thác nhanh, Pháo thừa nhận đã bắt cóc cháu Danh và hiện gửi cháu tại nhà bà ở thị trấn Sapa, Lào Cai. Một tổ công tác nhanh chóng áp sát địa điểm và giải cứu thành công cháu Danh an toàn. Tại cơ quan công an, Pháo khai, sau khi nhận lời từ Cháy, gã được người phụ nữ kia cung cấp thông tin, địa chỉ nhà anh Về. Ngày 10 tháng 10, Pháo đi xe máy đến Sìn Chú. Tại đây phát hiện cháu Danh con anh Về đang chơi một mình. Pháo dùng bánh kẹo dụ dỗ và đưa cháu lên xe rồi rời khỏi địa bàn. Trên đường đi, Pháo nhiều lần dừng lại chụp ảnh cháu Danh, gửi cho Cháy để người này đe dọa anh Về. Mặc dù trẻ tuổi nhưng Pháo rất sành mà khi tất cả các bức ảnh đều rất chung chung, không để lộ dấu vết, địa điểm hay biển kiểm soát xe máy. Như vậy, chỉ sau 4 ngày điều tra, vượt qua những khó khăn rất lớn, ban chuyên án công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ được hung thủ, giải cứu an toàn cháu Danh, trao trả cho gia đình. Về phần Pháo, sau này bị đưa ra xét xử, Tòa án Nhân dân tỉnh Lào Cai đã tuyên phạt đối tượng 15 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!